Này thiện hiện, Phật dùng năm loại mắt cầu tất cả pháp môn tam ma địa còn chẳng thể được, cầu tất cả pháp môn đà la ni cũng còn chẳng thể được. Huống là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình khiến đạt được nết bản chốt giáo thường lạc, thì đó là điều không có. Này thiện hiện, Phật dùng năm loại mắt cầu pháp môn giải thoát không còn chẳng thể được, cầu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng còn chẳng thể được cuống là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình khiến đạt được niết bàn chốt giáo thường lạc thì đó là điều không có. Này thiện hiện Phật dùng năm loại mắt, cầu năm loại mắt còn chẳng thể được. Cầu sáu phép thần thông cũng còn chẳng thể được. Huống là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình khiến đạt được niết bàn rốt giáo thường lạc thì đó là điều không có này thiện hiện phật dùng năm loại mắt cầu mười lực phật còn chẳng thể được cầu bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng cũng còn chẳng thể được huống là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình khiến đạt được niết bàn rốt giáo thường lạc thì đó là điều không có này thiện hiện phật dùng năm loại mắt cầu pháp không quên mất còn chẳng thể được cầu tánh luôn luôn xả cũng còn chẳng thể được huống là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình khiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc thì đó là điều không có này thiện hiện, Phật dùng năm loại mắt, cầu trí nhất thiết còn chẳng thể được, cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng còn chẳng thể được. Huống là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình, khiến đạt được niết bàn rốt giáo thường lạc, thì đó là điều không có. Này thiện hiện, Phật dùng năm loại mắt, cầu quả dự lưu còn chẳng thể được, cầu quả nhất lai bất hoàn a la hán cũng còn chẳng thể được. Huống là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình khiến đạt được niết bàn chốt giáo thường lạc, thì đó là điều không có. Này thiện hiện Phật dùng năm loại mắt cầu quả vị độc giác cũng còn chẳng thể được hướng là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình khiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc thì đó là điều không có